Đây là người đàn ông đã chế tạo một chiếc Lamborghini SV bằng việc sử dụng máy in 3D và làm quà tặng Giáng sinh cho con trai của mình. Sterling Beckers cùng với con trai đã bắt đầu chế tạo chiếc Lamborghini từ 5 năm trước và đã làm việc gần như không ngừng nghỉ kể từ khi họ bắt đầu lắp ráp. Chiếc Aventador ban đầu không có khung, không có động cơ, chỉ đơn giản là một bộ khung trống hoàn toàn. Beckers sau khi mua được một chiếc máy in 3D đã tìm hiểu tất cả về in 3D trên mạng và ông đã nhanh chóng tạo ra nhiều bộ phận để lắp ráp cho chiếc xe. Hơn nữa, ông đã phải sử dụng khung gầm và động cơ được lấy từ một chiếc Corvette. Tuy nhiên, câu chuyện này đã được Lamborghini để ý đến và hãng đã tặng một số phụ tùng chính hãng từ Lamborghini Aventador với mức giá lên đến 5.000 đô. Vào năm 2019, với sự hỗ trợ từ Lamborghini, hãng đã quyết định tặng một chiếc Aventador thật như một món quà Giáng sinh ý nghĩa cho con trai của Beckers. Subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị về xe nhé!